Cuối cùng đêm nay anh cũng được ngủ ngon rồi. Ý là mấy đêm trước thì anh ngủ không ngon à? Ừ. Đêm nào anh cũng nằm vắt óc ra để suy nghĩ làm sao để cho người ấy hết giận anh đây. Điều, còn anh vẫn ngủ bình thường ý. Thật mà, anh làm gì có kinh nghiệm trong mấy cái chuyện bị người ta block đâu. Mà bạn Dương đã bỏ anh ra khỏi blacklist chưa nhỉ? Sao mà nhanh thế được? Em còn phải xem xét thái độ của anh đã. Em muốn xem gì? Xem đi. Kinh rồi. Đấy chưa, đôi tin tin này bảo tưởng sân vườn nhà em cứ như là vườn bách thú hay là công viên đấy nhở. Tí ta tí tởn. Đấy, họ còn cầm tay nhau như này đặt lên tim, nghe tiếng tim đập thình thịch cơ mà. Đấy, em nhìn đi, bạn em và thằng bạn anh tình cảm lãng mạn là thế. Em nhìn lại chúng ta xem, có giống đôi giả lũ phụ không? Anh này. Tùng ơi, Tùng ơi. Anh bớt bớt. Đấy, nhột. Hỏi ra là làm hòa rồi à? Anh Lâm. Ừ? Có gì anh nhớ chiều cố cho Dương nhà em nhá. Chứ mấy ngày vừa rồi có đứa thở ngắn than dài kinh lắm. Này, cậu là cô giáo đấy nhá, tự dưng lại giở cái giọng phụ huynh gửi gắm con em thế. Gì mà chiều cố cho Dương nhà em, tớ có làm gì đâu. À, Dương à, em cũng chiều cố bạn anh nhá. Chứ cô giáo Nguyệt nhà anh ngoan ngoãn hiền lành, em cũng đừng nói giọng thế nhá. Anh Tùng ạ, à, thế thì em cũng muốn dặn anh đấy. Cô giáo Nguyệt ngoan ngoãn hiền lành là thật đấy, nên là anh cũng đừng nghĩ tới chuyện bắt nạt hay là bỏ bom bạn em nữa nhá. À, thì anh ngoan mà. Chứ không cô giáo nhà anh phạt anh đừng xóa lớp ngay lập tức đấy nhỉ. Vậy không biết tối mai cô giáo Nguyệt có rảnh không? Làm một bữa với cả bọn anh. Có ạ. Vậy mời thêm cả bạn cô giáo Nguyệt nữa nhá. Anh nấu á? Ừ, có biết phó là thằng Tùng cái này. Ew. Anh Tùng có biết nấu gì đâu. Tao biết nấu gì đâu. Thiếu gì việc cho mày làm. Đấm lưng cho tao này. Lau nhà rửa bát. Chọn một cái đây. À thế mọi người làm hết việc rồi, mai em chỉ cần ngồi chơi và đợi ăn thuê nhá. Không, em với Dương sẽ nhặt rau với rửa bát. Sao cậu lại chọn việc rửa bát, tớ không thích cái việc này đâu. Sao cậu lùi thế. Vậy chốt thế đi. Ok. Ok. Ừ. Chốt thế nhá, mai không làm gì đâu. Mọi người làm hết đi. Bye bye. Về nhá. Bye. Được nhỉ. Này, kể chi tiết cho tớ nghe xem nào. Anh Lâm làm gì mà cậu lại đổi ý ấy? Thật ra là tớ tự đổi chứ anh cũng chẳng làm gì cả. Eo, trông nhở. Điêu. Hành người ta lên bờ xuống ruộng mà bảo là tớ chả làm gì. Tớ còn lại gì cậu? Sao tớ là bạn cậu mà cậu cứ nói như là tớ nhân vật phản diện đấy. Mà thôi cậu đừng có hỏi. Đây là chuyện của tớ mà. Thế là chuyện của tớ mà. Cũng ra cái rẻ lắm cơ.